Xin chào các bạn, Meta xin hướng dẫn các bạn cách đặt hàng online trên website meta.vn. Để đặt mua sản phẩm trên Meta, các bạn làm theo hướng dẫn sau. Bước 1. Ví dụ các bạn muốn mua sản phẩm máy chạy bộ điện cỡ lớn Impulse PT 300. Các bạn gõ trên ô tìm kiếm máy chạy bộ điện cỡ lớn Impulse PT 300 và kích chọn sản phẩm được hiển thị ngay ô tìm kiếm. Thông tin chi tiết của sản phẩm máy chạy bộ Impulse PT 300 được hiển thị. Các bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm cũng như thông số kỹ thuật trước khi quyết định đặt mua hàng. Khi các bạn chắc chắn mua hàng, vui lòng kích chọn nút đặt mua ở phần trên của sản phẩm. Khi đó pop-up đơn hàng được hiển thị, thông tin gồm tên sản phẩm, số lượng, đơn giá và thành tiền. Để mua thêm sản phẩm khác, các bạn kích vào dòng chữ chọn thêm sản phẩm khác và tiếp tục tìm kiếm sản phẩm ở ô tìm kiếm. Ví dụ, các bạn mua thêm máy đo huyết áp bắp tay CPN1, các bạn cũng gõ tên sản phẩm trên ô tìm kiếm và kích chọn sản phẩm đó. Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin, các bạn kích vào nút đặt mua, pop-up đơn hàng tự động hiển thị và trên thông tin mua đơn hàng sẽ có thêm sản phẩm máy đo huyết áp. Các bạn lưu ý, trường hợp sản phẩm các bạn mua đang có chương trình khuyến mại tặng kèm, thì sản phẩm tặng kèm sẽ được hiển thị ngay bên dưới tên sản phẩm đó và cột thành tiền sẽ để chữ tặng kèm. Tương tự, để mua thêm sản phẩm khác, các bạn làm theo các bước như hai sản phẩm trên. Các bạn có thể tăng hoặc giảm số lượng cần mua, hoặc bạn có thể loại bỏ sản phẩm trong đơn hàng bằng cách kích vào biểu tượng xóa. Sau khi các bạn đã chọn xong các sản phẩm cần mua, chỉ cần kích vào nút đặt hàng và chuyển sang bước 2, thông tin mua hàng. Ở bước này, các bạn cần nhập thông tin mua hàng gồm tên, số điện thoại, địa chỉ, email. Nếu bạn muốn xuất hóa đơn tài chính cho đơn hàng này, các bạn kích chọn nút yêu cầu Meta xuất hóa đơn và nhập các thông tin để xuất hóa đơn. Các bạn lưu ý, hệ thống để mặc định thông tin nhận hàng chính là thông tin bạn điền. Trường hợp bạn muốn nhận hàng tại địa chỉ khác thì kích chọn nút giao hàng tại địa chỉ khác và nhập thông tin người nhận hàng. Phần lựa chọn hình thức thanh toán, bạn có thể lựa chọn hình thức giao hàng thu tiền tại nhà, nhận hàng và thanh toán tại Meta, chuyển khoản qua máy ATM, thanh toán online bằng thẻ ATM. Phần thông tin vận chuyển sẽ cho bạn biết tổng trọng lượng của các sản phẩm trong đơn hàng được quy đổi. Các bạn lưu ý, phí vận chuyển sẽ được tính dựa trên tổng trọng lượng đơn hàng và địa chỉ nhận hàng. Ví dụ, trường hợp bạn ở nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh, với đơn hàng trên 500.000 đồng, bạn sẽ được miễn phí vận chuyển. Trường hợp bạn ở ngoại thành Hà Nội, ngoại thành Hồ Chí Minh hay ở các tỉnh khác, bạn có thể lựa chọn các hình thức thanh nhận hàng như sau. Nếu bạn chọn nhân viên Meta giao hàng tận nhà, thì phí giao hàng sẽ được Meta gọi điện thông báo. Nếu bạn chọn chuyển hàng nhanh và chuyển hàng thường từ Meta Hà Nội và hay Meta Hồ Chí Minh, phí vận chuyển sẽ được tạm tính dựa trên trọng lượng đơn hàng. Bạn có thể lựa chọn thời gian giao hàng và ghi chú thêm những yêu cầu khác vào ô bên dưới. Khi bạn đã chắc chắn đầy đủ các thông tin, chỉ cần kích vào nút gửi đơn hàng. Màn hình hoàn thành đơn hàng được hiển thị, thông tin đơn hàng sẽ được lưu trên hệ thống của Meta. Nhân viên bán hàng Meta sẽ liên hệ lại với các bạn theo số điện thoại đặt mua để xác nhận đơn hàng cũng như thông tin nhận hàng. Các bạn cũng sẽ nhận được email thông báo đặt đơn đặt hàng từ hệ thống của Meta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hướng dẫn của Meta. Chúc các bạn đặt mua được những sản phẩm ưng ý tại Meta.